Bố thí ba la mật đa chắc chắn có thể nắm bắt được. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc. Pháp không nội chắc chắn có thể nắm bắt được. Pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chắc chắn cũng có thể nắm bắt được ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột thoát các khổ sanh tử của các hữu tình khiến đạt được niết bản rốt giáo thường lạc chân như chắc chắn có thể nắm bắt được. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh mây xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc thánh đế khổ chắc chắn có thể nắm bắt được, thánh đế tập diệt đạo chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được nết bàn chốt giáo thường lạc. Bốn niệm trụ chắc chắn có thể nắm bắt được. Bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc bốn tịnh lự chắc chắn có thể nắm bắt được, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc. Tám giải thoát chắc chắn có thể nắm bắt được. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến sứ chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được nết bản rốt giáo thường lạc. Tất cả pháp môn Tam Ma địa chắc chắn có thể nắm bắt được, tất cả pháp môn Đà La ni chắc chắn cũng có thể nắm bắt được. Ta quyết định sẽ chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thoát các khổ sanh tử của các hữu tình, khiến đạt được niết bàn rốt giáo thường lạc.